người vừa xem xong các hình ảnh da của chúng ta bị sần vỏ cam. Sần vỏ cam có nghĩa là da của mình bị tích tụ mỡ thừa và xuất hiện ra tình trạng lồi lõm theo từng vùng da khác nhau, và thông thường tập trung nhiều nhất đó chính là phần bắp đùi cũng như là phần mông của mình. Và sẽ có hai nguyên nhân xảy ra tình trạng này. Thứ nhất là do di truyền, điều đó thì chúng ta không thể nào tránh khỏi. Thứ hai là do việc tăng cân, giảm cân một cách đột ngột, hoặc là trước và sau khi mang thai. Ngoài ra thì chúng ta không tập luyện thể dục thể thao thì nó cũng xảy ra tình trạng sần vỏ cam này. Thật ra thì vấn đề này cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, tuy nhiên là nó sẽ gây mất thẩm mỹ và làm cho chúng ta thiếu tự tin khi mà mình mang những bộ đồ bó sát hoặc là gợi cảm. Và sẽ có biện pháp để cho chúng ta khắc phục được tình trạng này, chỉ cần mọi người chịu khó một tí xíu. Ngoài vấn đề tẩy tế bào da chế thường xuyên để kích thích tế bào mỡ sản sinh, cũng như là tập luyện thể dục thể thao để tiêu hao mỡ thừa, thì Long khuyên mọi người nên sử dụng kem Optimal Body này. Sản phẩm này sẽ tác động lên tế bào mỡ để làm săn chắc vùng da đang bị lồi lõm đó. Optimal Body dưỡng thể dạng gel mát lạnh, thẩm thấu rất là nhanh. Công thức thì chứa phức hợp Cellulosmooth cùng với chiết xuất lá sen và caffeine, kết hợp với đầu lăn massage giúp tác động vào các tế bào mỡ, giúp nuôi dưỡng và cải thiện cho bề mặt da mịn màng. Mọi người chỉ cần xoay mỡ đầu lăn, massage nhẹ nhàng về hướng tim. Khi lấy được lượng sản phẩm vừa đủ, mình sẽ xoay ngược đầu lăn lại để khóa và tiếp tục massage nhẹ nhàng bằng chính đầu lăn đấy. Làm liên tục như vậy mỗi ngày và trong vòng 14 ngày, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả rõ rệt nhất mà sản phẩm mang lại. Chỉ cần chúng ta chịu khó chăm sóc da kỹ một tí xíu thì mọi người sẽ tự tin với một làn da căng mượt và mềm mại của mình. Optimal Body, sản phẩm được nhập khẩu tại Ba Lan với dung tích là 150ml. Và Loan đặc biệt yêu thích phần thiết kế đầu lăn của sản phẩm, bởi vì mỗi lần mà cảm thấy mệt mỏi hay cơ thể của chúng ta cảm thấy nhức mỏi thì chỉ cần sử dụng phần đầu lăn này, massage nhẹ nhàng lên trên da như thế này, mọi mệt mỏi đều tan biến ngay lập tức. Và tháng 1, sản phẩm này giảm giá chỉ còn 319.000 mà thôi, rất đáng để thử phải không ạ?